Xê dân sẽ không sao chứ bác sĩ? May là sản phụ chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm thì sẽ ổn. Còn đứa bé thì sao? Tôi rất tiếc. Anh Di Hô. Sê Dân, em thấy đỡ chưa? Sa Rang thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Hả? Không được. Không được. Không được. Chắc Trần Hê Su đã nguyền rủa em. Vì em đã cướp anh khỏi tay cô ta và khiến cô ta đi tù thay em. Không phải thế đâu. Thôi đi Sê Dân. Bây giờ còn chưa biết Hê Su còn sống hay đã chết. Không cần biết ai đã làm trò đó. Nhưng em... À không, anh đã đẩy Hê Su xuống địa ngục. Chúng ta đang bị trời phạt. Đừng sợ trời phạt. Không có chuyện đó đâu. À không, cho dù là có thì anh và em cũng không bị phạt. Còn Sa Rang đã đi rồi thì sao? Đứa bé tội nghiệp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cháu bảo sao? Cháu định đi ư? Cháu muốn đi học cao hơn. Cháu muốn đưa mẹ cháu đi cùng và giới thiệu với tiến sĩ ở John Hopkins mà cháu thân thiết từ hồi còn đi du học. Ai mà không biết cháu hết tình nghĩa với bà này nên định chạy trốn. Cháu trốn chạy một thời gian rồi sẽ tự về. Đừng đi lâu quá nhé. Ngày bà sang thế giới bên kia cũng không còn xa nữa đâu. Bà sẽ sống lâu hơn cháu đấy. Sao cháu biết điều đó? Vì bà bị nguyền rủa nhiều còn gì. Kẻ thù đâu phải chỉ có một hai người. Cái thằng này vẫn còn trêu bà được à? Bà nhớ giữ gìn sức khỏe. Cháu sẽ về sớm thôi. Cháu sẽ thành công hơn rồi trở về. Cháu sẽ gánh vác được nhiều trọng trách hơn. Hê Su, rốt cuộc giờ cháu đang ở đâu? Ở đâu thì cũng thật hạnh phúc nhá. Đừng đau ốm. Ba năm sau. Giám đốc. Này, tôi từ chức giám đốc từ bao giờ rồi? Vẫn ổn chứ? Vâng, tôi vẫn ổn. Vậy chức vụ ở chi nhánh New York là gì? Ừ, làm việc tự do. Giờ thì thất nghiệp. Tài phiệt đời thứ ba mà lại thất nghiệp. Ngưỡng mộ thật, giám đốc. À không, anh chàng thất nghiệp. Này, nghe nói cậu được thăng chức rồi à? Vâng, tôi được thăng chức phó phòng rồi. Chúc mừng nhá. Nghe nói cậu làm cho giám đốc mới là ai thế? À, tôi nghe điện thoại đã.
Ừ, tôi ra xe chờ nhé. Vâng. Vâng, giám đốc. Chị đã đi làm rồi sao? Giám đốc, Giê-xu dâng. Chị dậy sớm nên đi làm luôn. Thư ký Ly, em đang ở đâu? Chắc không phải ở nhà, đang ở đâu thế? Sao ồn ào thế? Hả? Sân bay ư? Đi đón Du Inha. Anh ta về nước mà sao thư ký của chị lại chạy theo? Về đây ngay. Du Inha đã trở về. Tôi xin lỗi. Thôi được rồi. Bộ này sẽ tôn ra cho phó chủ tịch. Phó chủ tịch ư? Thật không hổ danh là vợ thiên thần của anh, cũng là vợ của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Du Bơm Sớc nữa. Anh chưa đi làm à? Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm. Sau khi thành phó chủ tịch thì đương nhiên anh phải hộ tống em đi rồi mới đi làm chứ. Xem này, chúng ta là đôi vợ chồng có cả thế giới. Chứ sao? Chỉ riêng việc có anh cũng như có cả thế giới rồi. Phó chủ tịch, đến giờ đi làm rồi ạ. Giờ em phải đi rồi. Em đến nơi rồi. Chúng tôi triệu tập cuộc họp là để bàn bạc về sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập tập đoàn Chơn Ha vào tháng sau. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập thì giới thiệu về hành trình mà Chủ tịch danh dự Ma Hiên Đức đã đưa tập đoàn Chơn Ha đến thời kỳ Hoàng Kim có được không? Ý tưởng hay đấy, cứ 10 năm chúng ta lại dựng hình ảnh thể hiện Chủ tịch danh dự đã vận dụng tinh thần kinh doanh coi trọng con người như thế nào. Đúng thế. Tập đoàn Chơn Ha chúng ta là tập đoàn được gây dựng trên tinh thần coi trọng và yêu thương con người. Tôi xin chân thành cảm ơn Chủ tịch đã dẫn dắt để tôi có thể giữ vững tư tưởng lớn lao đó. Phó Chủ tịch Sơ quá khen. Phó Chủ tịch Sơ lại cho tôi lên mây rồi. Làm tôi lại sợ rơi xuống. Sau này, Phó Chủ tịch Sơ Du Kiêng sẽ làm tốt thôi. Mong mọi người giúp đỡ Phó Chủ tịch Sơ Du Kiêng của chúng ta. Cảm ơn mọi người. Chủ tịch cho tôi lên mây mới đúng. Cứ thế rồi nhỡ tôi rơi xuống thì Chủ tịch sẽ lấy thân ra đỡ tôi chứ. Được rồi, tôi sẽ lấy cả tấm thân này ra đỡ. Du Inha sao? Đây là cháu nội của Ma Hiên Đức, Phó Tổng Giám đốc Du Inha. Phó Chủ tịch, càng ngày càng đẹp hơn nhỉ? Lâu rồi mới gặp, tôi là Phó Tổng Giám đốc Du Inha. Trong 3 năm qua, tôi đã cố gắng rất nhiều để bù đắp cho những thiếu sót của bản thân. Tôi chỉ học thôi ư, không đâu. Tôi còn được yêu thương nữa. Đây là người con gái sẽ trở thành cháu dâu của Chủ tịch danh dự Ma Hiên Đức của tập đoàn Chơn Ha.